vị thân mến, việc lựa chọn hoa chuyên trong gia đình vào những ngày lễ Tết không chỉ giúp cho ngôi nhà trở nên sáng sủa hơn, mà theo quan niệm của một số người thì hoa tươi còn mang đến nhiều ý nghĩa và sinh khí cho năm mới. Bên cạnh những loại hoa đặc trưng cho dịp lễ Tết như là hoa đào và hoa mai, thì chúng ta có thể lựa chọn thêm một số những loại hoa tươi khác để chưng được lâu, bền màu và có rất nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên thì nên lựa chọn hoa nào cho dịp lễ Tết, cũng như là cách lựa chọn ra sao để chúng ta có được những bông hoa vừa tươi và vừa giữ được lâu. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu điều này trong một kỹ năng cuộc sống nhé. Hoa cúc là lựa chọn của rất nhiều người trong dịp Tết, đặc biệt là các gia đình ở thôn quê. Hoa cúc vàng với ý nghĩa mang đến niềm vui và những nụ cười, thích hợp cho những ngày đoàn viên, trong khi hoa cúc trắng là loại hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và lòng hào hiệp. Hoa trạng nguyên với sắc màu đỏ thắm mang đến không khí rộn ràng và may mắn cho cả năm. Hoa trạng nguyên còn tượng trưng cho niềm vui và sự học hành đỗ đạt. Chính vì vậy, những gia đình có các cậu tú, cô cử thường chưng loại hoa này vào dịp Tết. Hoa lây dên được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt trong những ngày Tết, bởi loại hoa này khá bền, chơi được lâu, lại mang vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng. Hoa đồng tiền là loại hoa tượng trưng cho tiền tài, mang lại ước vọng vào một năm mới thịnh vượng và tài lộc. Loại hoa này còn có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng, giúp cho bình hoa ngày Tết thêm bắt mắt và ấn tượng. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì để cho việc lựa chọn hoa trong ngày Tết được dễ dàng hơn, thì Lâm Tư có nhờ anh Tứ đến từ Gibra Flower và anh sẽ chia sẻ cho chúng ta một số bí quyết và kinh nghiệm trong việc lựa chọn hoa cho ngày Tết. Xin chào anh Tứ. Xin chào Lâm Tư và xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Cứ đến dịp Tết thì Lâm Tư để ý thấy là mọi người cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề mà lựa chọn hoa như thế nào để trang trí cho gia đình của mình vào ngày Tết. Vậy thì là một người chuyên về hoa thì anh Tứ thấy là mọi người thường hay sử dụng những cái loại hoa nào để có thể cắm trong nhà vào dịp Tết, cũng như là các cách lựa chọn nó ra sao để chúng ta có được những bông hoa vừa đẹp và vừa có thể tươi lâu à? Đối với người Việt chúng ta thì trong ngày Tết thì chúng ta hay chọn những loại hoa. Thứ nhất phải kể đó là hoa lan, bởi vì nó có cái độ bền rất là cao. Trong dịp Tết chúng ta thì phải chưng lâu dài, cho nên mọi người hay ưu tiên số 1 đó là hoa lan. Hoa cát tường thì nó thể hiện được cái sự phồn vinh đại cát, cho nên mọi người hay sử dụng nó, đó là ý nghĩa của hoa cát tường. Ngoài ra là mà để thể hiện cho cái phong cách của ngày Tết của người Việt thì hoa cúc là một trong những loại hoa mà được khá là nhiều người sử dụng, vì đó là cái truyền thống của dân tộc rồi. Ngoài ra thì chúng ta có sử dụng thêm hoa lily. Hoa lily có tính năng đó là nó có mùi thơm rất là tốt trong nhà, cho nên là mọi người hay sử dụng hoa ly trong dịp Tết để mà tăng thêm cái hương vị sắc xuân trong không khí gia đình. Đối với hoa ly thì anh Tứ có thể chỉ cho Linh Vy cũng như là quý vị khán giả cái cách lựa chọn hoa ly như thế nào để chúng ta có được những bông hoa nó vừa đẹp và vừa tươi lâu ạ? Thì nó sẽ có hình thành hai cái loại hoa ly đặc trưng. Thứ nhất đó mình phải nói đó là ly vàng ù. Thì khi mà chúng ta chọn những bông này thì chúng ta lưu ý là chọn những cái cành thân cho nó chắc, những bông hoa nó bự. Ngoài ra thì loại ly thứ hai mà chúng ta hay sử dụng đó là ly nhọn, này gọi là ly hồng. Ly này thì nó có hai loại, một loại thì có khoảng 5 bông và loại thứ hai là nó sẽ có khoảng 3 bông. Thì khi chúng ta lựa chọn đối với những cái loại 5 bông thì chúng ta lưu ý là cái độ của cái cành từ cái bông thứ tư trở xuống nó rất là yếu. Cho nên là khi chúng ta lựa hoặc là chúng ta sử dụng nó thì chúng ta lưu ý là kiểm tra rất là kỹ cái phần này. Khi chúng ta cầm bó hoa lên thì chúng ta sẽ thấy cái loại hoa mà nó khô chắc như thế này thì đó là hoa không có qua xử lý kho lạnh. Còn nếu có hoa mà chúng ta cầm lên vẫn còn độ lạnh trên tay và nó hơi yếu thì hoa đó là hoa đã qua xử lý lạnh, thì chúng ta không nên sử dụng hoa đó. Còn về hoa cúc thì sao anh Tích? Tốt nhất thì khi mua chúng ta cầm nguyên bó cúc lên và chúng ta kiểm tra bên dưới thân của nó. Khi cái thân cúc chúng ta cảm thấy cái phần cứng này thì có nghĩa là bó hoa đó là hoa mới. Nếu mà ta đã cắt rồi thì có nghĩa là hoa đã cũ. Còn nếu mà nó vẫn còn những cái phần thân như thế này đó là hoa mới. Dịp cận Tết thì có rất là nhiều nguyên nhân, như là mọi người bận rộn với công việc nè, rồi do một phần là giá hoa tăng giá nữa, cho nên là có một số người có thói quen là họ sẽ đi mua hoa về trữ trong nhà rồi bảo quản, thì cách bảo quản bằng cách là bỏ trong ngăn mát tủ lạnh chẳng hạn. Thì theo anh Tứ thấy thì cái thời điểm nào vào gần Tết là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể mua hoa? Theo cá nhân tôi thì bạn nên chọn hoa trước khoảng 4 ngày trước Tết. Thì mình nên mua những loại hoa, thứ nhất là độ búp nó còn, mà sau khi chúng ta mua về rồi thì chúng ta có một cái bước xử lý, đó là
phần lá ở dưới cho nó gọn. Tuy nhiên thì trong bất kỳ một cây hoa nào nó cũng sẽ có cái phần chính và phần phụ. Thì chúng ta sẽ lưu ý như sau. Có nghĩa là trên một cái thân hoa nó dài như thế này thì chúng ta sẽ coi nó sẽ có hai cái màu trên thân. Một là cái màu ở đây, cái độ cứng của đây. Việc đầu tiên mà chúng ta để chữ trước 4 ngày trước Tết thì chúng ta nên ngâm mực nước cỡ này thôi. Để cho nước nó duy trì cái sự sống của hoa, có nghĩa là duy trì cho nó không bị héo. Nhưng mà tuyệt đối nó không đủ nước để nuôi bông hoa. Nếu mà chúng ta nuôi bông hoa thì bông hoa nó đủ nước thì nó khi nó sẽ nở ra. Ngoài ra chúng ta hạn chế khi bị cắt chỗ này, khi chúng ta cắt cái phần này đi, cái phần này chính là cái phần bảo vệ cho cái thân hoa. Thì khi mà ngâm nước nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ bị nhũng cái phần này đi. Mà khi nhũng thì nó sẽ không hút nước thì lúc đó hoa nó sẽ héo. Để cho chúng ta có được một bình hoa đẹp thì cái việc mà chúng ta quan tâm là cái màu sắc của hoa nó phải phù hợp với lại cái không gian mà chúng ta trưng bày cái bình hoa đó nữa, đúng không ạ? Thì đa phần cái cách phối màu của người Việt đó là một tông nóng đi với tông lạnh. Nếu như nhà các bạn là tông cái gam màu lạnh thì chúng ta hãy nên chọn những gam màu nóng như là màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Còn nếu như trên gia đình chúng ta là những gam màu nóng rồi thì chúng ta sẽ chọn những cái gam màu lạnh ngược lại. Ngoài ra thì đối với những bạn trẻ mà thích theo cái phong cách của châu Âu thì chúng ta có thể phối những tông cực kỳ lạnh đi với nhau hoặc là cực kỳ nóng đi với nhau. Ví dụ như đối với những ai mà chúng ta thích cái sự nhã nhặn thì chúng ta có thể phối màu trắng với lại cẩm tú cầu và xanh biển. Ngoài ra chúng ta có thể đi với lại hoa BB, hoa lan trắng và một số hoa cát tường xanh ở trong một cái không gian là nhà chúng ta là nền vàng. Nếu chúng ta mà muốn phối theo phong cách châu Á thì chúng ta có thể đi màu vàng với màu đỏ trong cái không gian nhà chúng ta là một sân biển. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh Tứ đã tham gia chương trình cũng như là tư vấn cho Luffy và quý vị khán giả cách lựa chọn hoa trong ngày Tết. Hy vọng thông qua chương trình thì chúng ta sẽ có được những cái cách lựa hoa cho mình tốt nhất trong ngày Tết. Quý vị thân mến, hy vọng là với những gợi ý từ vị khách mời của chương trình thì quý vị đã có thể tự tin hơn trong việc lựa chọn cho mình những bông hoa đẹp để giúp cho không gian sống của mình thêm phần ý nghĩa và đẹp hơn vào dịp Tết.